Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách độ bộ lã ống đồng bằng tay thành bộ lã ống đồng bằng máy phân bin. Đây là bộ lã ống đồng bằng tay, còn đây là bộ lã ống đồng mình đã lên máy phan. Giờ trước tiên mình sẽ chỉ cho các bạn cách tháo ra. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái lỗ, trong đây có một cây chốt thép. Các bạn dùng lục giác nhỏ vừa với cái lỗ này các bạn đóng ra, để mình đóng ra cho các bạn xem. Các bạn thấy nó lòi ra một chút không? Đó, các bạn cứ đóng từ từ ra. Đó, các bạn thấy nó gầy dài chưa? Rồi các bạn dùng kềm các bạn gịch ra thôi. Để mình gịch ra cho các bạn xem. Đây các bạn. À. Các bạn lấy ra. Nó sẽ có như thế này. Cái bộ phận này mình giữ lại nha các bạn. Mình chỉ độ cái này thôi. Độ cái trên tay mình cầm nè. Các bạn có thể ra tiệm tiện, các bạn tiện cái đầu này. Mình tiện cái cục như thế này thôi. Chốt như thế này. Mình bỏ hai cái tay hai bên. Và tiện cái đầu. Và tiện cái đầu 6.3 để gắn máy bấm vít vào. Nếu mà tiện không được thì các bạn tiện cái cục này thôi. Tiện cái cục này tròn thôi, còn sử dụng bất kỳ cái đầu 6.3 nào của máy bấm vít. À, sử dụng bất kỳ cái đầu nào cũng được. Rồi các bạn tiện quét cái lỗ đây, tiện các bạn đóng vào. Đóng vào đây. Bỏ hai này đó là như thế này đó, như thế này nè các bạn. Tiện luôn để đúc được cái mũi vít thì càng tốt, mũi bấm vít thì càng tốt. Còn tiện không được thì tiện cái bộ phận này thôi. Và đóng cái, các bạn có thể sử dụng là bất kỳ cái lỗ nào có sáu đúc được cái mũi vít này nè. Còn các bạn kiếm không được thì các bạn sử dụng cái trục tơi của máy bắn quýt. Các bạn sử dụng của trục tơi của máy bắn quýt này nè, có 30 càng một trục mới thôi. Các bạn mua về rồi các bạn tiện ngắn lại rồi các bạn phát lỗ tròn vừa cái trục tơi cho các bạn đóng vào. Đó là tùy thẩm mỹ của từng bạn và chế thôi. Như mình nè, đây là cái trục tơi của máy bắn quýt nè các bạn. Ở đây là mình giữ nguyên cái bộ này, nó có cái lỗ sẵn nên mình chỉ cần tiện cái trục tơi của máy bắn quýt nhỏ xuống một chút, và sau đó khoan một cái lỗ để cấy thép vào đựng cho nó trượt thôi. Và thế là các bạn có được một bộ lã bằng máy bắn quýt, nó cũng rất là đơn giản. Các bạn ra thử tiện là sẽ làm được. Còn nếu mà các bạn không ra thử tiện thì các bạn tận dụng cái đầu này luôn, các bạn cắt cục lại, cắt hai tay lại,
xong các bạn mua cái đầu tê này về, các bạn cắt nhỏ lại rồi các bạn hàn lên đây là chúng ta đã sử dụng được máy bắn quýt, máy phan cho bộ lã. Đây là mình đã tháo ra cho các bạn xem. Đó, đưa vào quay thôi các bạn. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn độ lên từ máy, từ bộ lã tay lên bộ lã bằng máy khoan nha các bạn. Xin chào các bạn.